Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đang là đôi loa JBL KN12 và em để ở phía trên này, đó chính là một bộ micro không dây Bose 777-7 2 la mã. Đấy. Và đây là bộ micro rất là xịn sò và hát cực kỳ là nhẹ, bắt mic và chống hú zip mic cũng cực kỳ là tốt. Vâng, và hiện tại thì ở bên Cốc Cốc Audio chúng em là đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là lớn cho quý vị và các bác. Đó chính là quý vị và các bác mua một cặp loa JBL KN12 này thì bên em sẽ tặng kèm một bộ micro không dây. Đó chính là bộ micro không dây Bose BS777 2 la mã này. Và trong khi bên em còn mic quý vị nhé, bên em còn chương trình tặng mic thì bên em sẽ tặng mic và với cái số lượng là cũng không có nhiều, sẽ với số lượng là có hạn, nó không có nhiều, cho nên là quý vị nào mà đang muốn sở hữu cho mình một cặp loa JBL KN12 hàng bãi Mỹ xịn thế này thì quý vị và các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang ở trên tấm biển ở trên màn hình của quý vị và các bác đây nhé. Đấy. Và bộ micro không dây này thì bên em tặng kèm, sẽ không tính tiền quý vị nhé. Như quý vị và các bác đã biết rồi, đã theo dõi kênh YouTube bên em thì các bác cũng đã biết rồi. Cặp JBL 2000 JBL KN12 này thì bên em đang để quý vị và các bác giá là 5 triệu. Đấy, giá là 5 triệu và hiện tại thì em đang chuẩn bị test cặp loa này cho anh Nguyên nhé. Đấy, cho anh Nguyên. Anh Nguyên ở đường Ngô Quyền, phường Thọ Sang, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đấy. JBL KN12 giá là 5 triệu và bác ấy đã chuyển khoản cọc bên em là 500 ngàn rồi và còn thu là 4 triệu 500 ngàn nữa và được tặng kèm mic nhé. Vâng, đây là bản thứ hai. Bản vì sao đây lại là 2/2? Đấy, 2/2 và 1/2 thì một tờ như thế này thì bên em sẽ dán vào mic này, một tờ như thế này thì bên em sẽ dán vào cặp loa nhé. Đấy. Vâng, và anh Nguyên, anh chú ý lên màn hình dùm em nhé. Khi anh nhận hàng, anh tháo ra bên trong và anh kiểm tra đúng hàng như thế này nhé. Đấy, đúng hàng y xì như thế này luôn. Đấy. Đây là âm chung của nó này. Chung của nó là 5W và trở kháng là 8 ohm. Đấy. Đây nhé. Đây là âm chung này. Còn đây là âm chép của nó nhé. Đấy, đây là âm chép. Chép này là chép đôm họng kèn đây. Đấy, chép này chép đôm nhé. Đây. Vâng, và đây là bát của nó. Bát của nó thì về thì cái đường gân này này, cái đường gân này là còn nguyên zin luôn bác nhé. Đó, đường gân này là còn nguyên zin luôn cho nên là bác không phải thay thế gì cả. Và kể cả về bên em thì bên em cũng chỉ lau chùi bên ngoài thôi. Còn bác nhìn bên trong này, bên trong vẫn còn là bụi bặm vẫn còn bác nhé. Đấy, thì là những bác nào mà yêu cầu bên em vệ sinh lau chùi bên trong thì bên em mới vệ sinh lại bên trong cho nó mới mẻ chút xíu thôi. Còn không là bên em vẫn để nguyên và bên em chỉ gọi là lau chùi vệ sinh bên ngoài cho nó mới mẻ lại chút xíu thôi, cho nó bớt đi cái bụi bặm rồi là 5 tháng thôi bác nhé. Đấy, đây là âm bát của nó này. Bát này bát 30 bác nhé. Đấy. Và ở phía bên trong này, đây đây bác xem này. Đấy. Chữ in này của nó bác nhé, kể cả cái chữ này là chữ màu trắng vàng bác nhé. Đấy, chữ màu trắng vàng. Và ở đây có một lá cờ đây này, lá cờ của Mỹ bác nhé, Made in USA. Đấy. Đây. Nguyên bụi bặm luôn bác nhé, rất là chất luôn. Và từ của nó thì từ kép rồi. Đấy, từ này từ kép bác nhé. Từ kép nam châm này rất là dày luôn, nam châm này 2 cm cơ. Rất là dày và cái bát loa này rất là nặng.
ba loa này rất là nặng này. Và bên trong này, thì đây là phân tần của nó bác nhé. Đấy, đây là phân tần của nó. Còn những dòng JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn này bác nhé. JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn này là ở đây này. Ở đây là nó có logo. Logo JBL Entertainment. Thì những dòng của Trung Quốc bác nhé, những dòng của Trung Quốc, của công ty Hartmann sản xuất tại Trung Quốc, thì là nó sẽ có bóng đèn sáng này, nó sẽ có bóng đèn sáng nhé. Còn như dòng này là dòng JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn, cho nên là nó sẽ không sáng bóng đèn bác nhé. Những dòng này là những dòng sản xuất trước năm 2016 rồi. Năm 2016 thì những dòng JBL KI512 này mới được chuyển qua bên Trung Quốc lắp ráp, và người ta đã nâng cấp lên. Người ta đã nâng cấp lên thêm đèn bác nhá. Lên thêm đèn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chung này, là người ta sẽ không bắn laser nữa. Cái chung này người ta không bắn laser nữa mà người ta dán giấy bác nhá, dán giấy bên bên trong từ này, và cái từ này của nó là từ đơn này. Đấy, từ đơn, và từ của nó từ ba lỗ bác nhá. Đấy. Vâng. Với loa này thì bác có thể để nó nằm như thế này, hoặc là bác có thể để nó đứng lên, hoặc là bác có thể treo nó lên tường bác nhá. Bác có thể treo lên đây, ốc để cho bác treo đây nhá. Đấy, ốc để bác treo vào đó. Và hai lỗ thông hơi của nó đây. Khi bác đặt như thế này thì hai lỗ thông hơi của nó sẽ hướng vào bên trong như thế này bác nhé. Đấy. Vâng, cảm ơn bác Nguyên rất là nhiều đã tin tưởng và đã đặt trọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Thì bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên và em sẽ mở, em sẽ test một đoạn nhạc cho quý vị và bác Nguyên chúng ta cùng nghe và cùng thưởng thức nhé. Đấy, đây, dây loa đây ạ. Hiện tại bây giờ là em đang kết nối cặp JBL KI512 nhé. Bây giờ thì em sẽ kết nối. Rồi em sẽ mở nhạc lên để quý vị và bác Nguyên có thể theo dõi và có thể nghe cái chất âm của cặp JBL KI512 này các bác nhé. Đây.
Vâng, bây giờ em sẽ mở một bài hát có lời để quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng cảm nhận nhé. Các bạn có thể nghe thấy là cái lời của ca sĩ nó rất là tròn vành rõ chữ và nghe nó không có một cái chút gọi là sạn hay là chúng ta nghe nó không có một cái chút gọi là nhiễu âm gì cả các bạn nhé. Đấy, bởi vì nó được trang bị một chung rất là lớn đây các bạn nhé. Đấy, đây quý vị và các bạn nhìn này. Cái chung này gân vải thầm dầu quý vị nhé, gân vải thầm dầu cho nên là nó thể hiện cái lời của ca sĩ cực kỳ là tốt luôn các bạn nhá. Đấy, và chép thì chép đôm họng kèn thể hiện cái tiếng chép và cái độ tí tách cực kỳ là chất luôn. Vâng, 5 triệu đồng bên em tặng kèm bộ micro không dây quý vị nhé. Mọi chi tiết và các bác ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, tin tưởng Cốc Cốc Audio chúng em, thì quý vị và các bác có thể liên hệ về một trong hai số điện thoại ở trên tấm biển ạ, để bên em có thể tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Và các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất và để ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.